làm cái cờ bán cái đôi dép luôn á cả nhà. Dạm nè, giờ không luôn. Không có đôi dép để mang. Rồi ok xong một món. Nè các bạn ơi, thì hôm nay mình có một vị khách mời cho mình một con cá chép các bạn. Hết biết con cá chép này thì nó tính ra có khoảng 4 kg các bạn. Thì bây giờ không biết anh em mình làm gì nữa giờ. Thì cứ để anh em mình suy nghĩ coi làm cái gì đó. Rồi anh em mình sẽ làm rồi mời các bạn cùng làm, cùng thưởng thức cho anh em mình. Bây giờ không biết là con cá này là làm cái gì luôn. Con cá chép hết biết các bạn ơi. Kinh khủng. Kinh khủng khiếp luôn. Bạn, cá chép này. Con này cá chép này có khoảng 5 kg các bạn. Cái dãy của nó này hết biết cái dãy rồi. Kinh khủng khiếp luôn. Con này có khoảng mấy ký gì? Bụng là hết biết các bạn. Thôi cho bụng mình. Biết cái bong bóng luôn rồi không bong bóng được các bạn bự hết biết không. Còn đây là trứng của nó nè. Đây tại mình không có cân, mình có cân mình cân thử cái trứng này được bao nhiêu ký này chứ. Trứng này đâu cầm lên thử coi ký không. Đây hái rau các bạn. Thì ra đây gặp cái phỉnh cò nèo. Quá trời ngon các bạn ơi. Bây giờ hái cò nèo này. Với một hồi nữa mình hái vài bông lục bình nữa. Anh em mình hồi chiều qua có vị khách mời cho mình một con cá. Cái bằng cá cá gì chùm cuối? Cá chép 5 kg. Nên là anh em mình lấy cái đầu với cái đuôi với cái trứng đó mình nấu canh chua. Có mẻ. Ừ. Rồi mời các bạn theo mình với chùm cuối hái rau ha. Hái mấy cái cọng nó ngon bụi này rau nhiều mà đâu có sao đâu có gì ngứa thôi nhưng đâu có sao. Lửa mấy cọng nó nha. Đây là nguyên phỉnh này là cũng im rồi đó chùm cuối ha. Và lục bình mà đây cò nèo chùm cuối hái được số các bạn. Cò nèo rất là ngon các bạn. Nào nấu bánh chua của mẹ ăn thứ gì cho nó cũng vui. Lội xuống dưới kia.
hái bông lục bình nữa các bạn. Má không vô cuối cây hả? Là cầu nèo cũng đã xong, bông lục bình cũng đã có, rồi lạc xưởng lục bình cũng có luôn. Bây giờ là tối nay vào lúc 8 giờ anh em làm ẩm thực. Thánh Sơn Bắc chào cả nhà nha. Xin cuối xin chào các bạn nha. Anh cầu nguyện chào cô chú và các bạn nha. Thánh cầu nguyện chào cả nhà nha. Đôi đũa vàng chào cả nhà nha. Xin chào. Hôm nay là cũng vào lúc 8 giờ mấy rồi, nên là anh em mình ra đây làm một món là cá chép nấu cùng mẻ. Đây là 8 giờ 56 phút rồi các bạn. Rồi giờ Thánh đi chở cho Thánh khò quẹt là hai nó đi ấy củi các bạn. Trời ơi trời chi ơi, chơi nguyên cây cây luôn hả Thánh quẹt? Cây đó là ngon luôn. Ờ, cây củi khô phải không? Rồi, chờ vui. Cốt là chơi bắn rồi đó, cốt đổ nước vô cho gạo nghe cả nhà. Hôm nay là thông báo là có bà chị mình là thánh liệu, nên là bà ra là cả tem nó từ hoài luôn bạn. Thật biết rồi, cũng gán ha, gán chiều quả dắt bà đi theo, nhưng mà mốt về bả còn ăn tôm nữa chứ. Bà vui lắm cả nhà, vui tính lắm. Cho Cà Mau lên á. Tới cả từ Cà Mau lên. Ưu tiên nhiều để cho Cà Mau ăn nha. Ừ, mới mốt về mới có tôm có tôm ăn chứ. Đây là cái con cá chép thì hồi chiều qua có một nhị khách mời tặng anh em mình, thì hôm nay anh em mình ra đây làm món cá nấu cùng mẻ ha. Cá chép nấu cùng mẻ ha. Canh chua cơm mẻ. Đây là nguyên cái đuôi ha. Còn đằng kia cái đầu. Thôi giấu cái đầu ấy. Cái trứng nữa kìa các bạn. Chỉ cái bong bóng nữa, bong bóng hồi cho chùm cuối ăn. Cho nó bay lên trời luôn. Cái này ngon lắm ăn các bạn. Cực kỳ ngon đấy. Cái đầu ngon. Hồi cho tôi ăn cái đầu nghe. Được rồi. Rồi cái đầu này hồi cho chị hước cái đầu luôn. Rồi chị hước. Trời quá chị luôn bạn. Quá đã cái đầu. Bài quất giống chùm cuối đó, chết luôn. Méo nữa rồi, sao méo nữa rồi? Chào gì Thánh cô quẹt. Chào cơm mẹ đồng chí. Dạo ra nó cho nó gà gã đúng không? Gà lấy nước thôi chứ sao có lấy. Đó giờ không biết Thánh quẹt rồi. Giờ thấy hấp dẫn ha. Buổi chiều có múc cái dưới không chứ? À. Ngon á. Ai đói bụng không? Làm bụng cháo à. Thôi, từ từ đi. Để ăn cơm. Ăn này bộ tử tốt lắm mà. Bổ hả? Thank you.
cho ăn con bó không ăn luôn cốc anh. Được rồi. Đây. Sợ đâu sợ, sắc chuối đâu phải về sắc nó đâu nó sợ. Cứ tính sắc luôn cái nó hay sao? Mua sắc nó cãi nó chịu. Thì nó mới sợ. Ừ. Đây là hổm gà là nhân vật đặc biệt, là hôm nay là cận cảnh thấy nhân vật đặc biệt nha các bạn. Xuất hiện đó. Nó còn mau lên đó nha. Mau đó. Có ông nào Hàn Quốc đó hốt bà đi cho gầu đi. Để bà lên đây hổm gài bà đi quay clip. Bà không không đó. Có cái dao kia kìa, cái dao. Nhắm nửa chanh nè bà ăn không? Gì đâu sắc cái hụt cái chuối trời. Chị Mười gung tay gung tay tranh thủ đi chứ gì đâu chặt sắc cái chuối cái hụt vậy màn hình đó cái nhà gung gung hả không có nghe nó chả nước ngoài gung hả nước sôi rồi cả nhà ơi, bỏ cá vô. Nước sâu lắm mà chơi cá nào xui. Cái đầu nó còn nướng. Hết thấy đùm trứng rồi cả nhà. Quá trời cái đùm trứng. Mơ phần nửa trứng. Sáng nãy không múc cho con cá. Wow. Quá trời. Quá đất. Hồi chút xíu nữa cũng mắc tiêu đầu à. Vô lạnh hạ chứ. Dao là dao hợp cẩm, tính thua các loại á. Làm gì chú? Nước mình ăn canh chua bạn ơi. Canh chua cá chép nấu với mà bắp chuối với mà cù mèo tôm mẻ. Tôm mẻ. Làm gì vậy, bỏ vô canh bạn ơi, còn con bỏ vô canh thì mình nó sao. Làm việc rồi bán cái đôi dép luôn á cả nhà. Không luôn. Không có đôi dép để mang. Rồi ok xong một móc. Mẹ ngồi đâu? Ủa mẹ ơi, mẹ ngồi cái mà tư luôn đi. Nè, ủa nè, bé đang kìa. Cây đặc biệt có một cái này mình không ăn cá chép, bữa nay mình ăn chay, mình ăn rau thôi. Mời cả nhà nhé. Ăn đi chị. Có sẵn rồi. Mà trứng cá chép kìa. Mời cả nhà ăn cái đậu đi cả nhà. Mình ăn trứng à? Trứng không? Đây có nè. Có bà. Trứng béo ngon lắm có bà. Làm béo miếng con. Trứng nhiều lắm. Béo. Mời cả nhà dùng miếng rau của mình nha. Dạ, được. Béo ngon lắm.
trứng lên. Quá ngon. Này ngon quá. Chứ còn mấy cái clip mười điểm. Như đó là nó nhỏ nhỏ. Nè, sang nè, bột làm tục cái thánh cầu thánh cầu vần. Ừ. Lòng rồi. Lên. Không. Gan đâu. Gan hơi bự lắm. Gan đàn hết rồi. Mấy thánh cho kỳ ha, lựa tôi ngay nhà ăn chay ăn đồ ngon, ngon thôi. À. Còn tôi ăn rau. Bữa hổm này ăn lương hả? Bởi vậy. Còn mình ăn chay. Có hiểu không? Rau. Đầu nè mầm ơi. Làm đầu của mừ á. Đầu của mừ á. Chi ra. Còn lắm mầm ơi. Ăn đi, mạnh mạnh đi mừ. Ở dưới Cà Mau không có cái đậu cá này, lên đây lên Bình Dương ăn cái đậu cá. Ăn đi chị. Ăn đi. Mày ăn xương thì dục ở đâu? Trong đậu cá. Bỏ đậu. Bỏ đậu. Nay mình đánh bay cái nồi cơm được rồi các bạn. Cơm bạn ơi. Cá này ăn ngon quá. Quá ngon, béo nha, quá. Béo nha. Đừng nấu mềm quá. Cái lã nó phần nhiều tới rồi cũng dài. Quá ngon. Quá ngon. Cá nó nhiều tới ngon lắm cái nhát. Ủa mình nó ăn chua măng không nhỉ? Tốt lắm cậu. Măng ngon hơn. Thấy không? Quá. Thiệt. Cái mình có dám. Để cái da không như thèm như thò vô đi. Cắn đi. Sao đó. Mình ăn này ăn lã thấy ăn mặn rồi sao? À, quá đạt. 10 điểm. Quá xong, 10 điểm, 10 điểm. Nó lớn hơn. Này là 10 điểm. 10 điểm à? 10 điểm. Chà bá lửa luôn. Cá chết rồi, chà bá lửa. Lên cái clip cho cái bài, bánh nó hở ra cái bánh nó 10 điểm, 10 điểm. Ngon mà mấy thánh ăn dữ mấy thánh. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon. Tuyệt vời luôn ha. Quá tuyệt vời. À thử miếng vào. Nó ngon vậy. Thôi ăn rau này ngon hơn cá. Thịt cá này nó béo quá. Quá đã cả nhà. Ngon thiệt. Giờ này hết dùng cơm luôn cả nhà. Ăn mình làm bậy bạ bên cái màn cái con cá chép cái quý vị. Đúng rồi, nó ăn ngon. Nhìn cá này nè. Đã có chưa? Có ăn rồi. Thôi nè. Mở rồi. Rồi, cá mang mà cũng có dính miếng gan nữa hả? Thật. Nó giọng hết. Thật cậu ăn đi, cậu ăn mới vậy? Cậu ăn đi. À, miếng bò lòng cái nghe cả nhà. Đâu thèm quá. Cái đó mà cùng bữa cơm nghe. Ăn cái đó cùng bữa cơm nghe. Mình ăn này. Mà. Mình ăn này mà ông cà lông mè nóng chảnh ông thèm nhiều nước miếng. Bò lòng gan hay lòng gà hay rút rồi lòng mấy nha. Cá ngộ. Có thể không? Ừ. Gục to. Vậy không à? Nhưng mà em gà bự đúng rồi. Em giờ. Quá hết rồi. Đây đây. Cào rửa đi ra gà. Đấy. Thôi đưa đi. Cá ngộ á. Béo quá. Chắc mỡ chứ lắm là gì nó béo dữ vậy ta? Không có mỡ. Vậy hả? Trứng. Không biết mỡ luôn. Bên đây trứng không, không? Bên đây có trứng. Quả là trứng cái nè. Đằng tôi gấp bỏ quá. Trứng bự lắm, không hết đâu. Ai cũng ăn cá, ai không ăn rau chúng ta. Vậy, hết rồi trời. Nè 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 nè. Đẩy vô đây cho nóng. Có gan lắm. Có gan lắm mỡ. Không ngon đâu. Nóng còn nóng mà. Không ăn gan đâu, này nó ăn một lần rồi đúng không? Nó chịu lần nữa thôi. Ngon quá trời luôn. Thật thế đó nè. Nè, bỏ vừa có. Thôi ăn đi. Nè. Ăn đi. Nhiều lắm. Ta ăn được, ta ăn được. Nhiều lắm. Nó ăn cái gì cũng được. Ăn lạc thì ăn đi. Gà đông dượng. Anh chịu ăn gà ngon. Anh chùm có hái gà này ngon quá. Mình lặt ra lặt. Ui 10 điểm. Người hái vừa lặt đi lại. Đó liền. Thú em cái này chứ sao cũng thú. Mình đâu phải ăn trứng luôn. Còn bỏ vô nồi bớt nữa. Phá trứng. Trứng ngon mà. Mà phá trứng rồi mà. Ít à. Ít hả? Ít nhiều. Đây là vừa để chừa trứng cho ngon. Ông gì ông calamel à. Bữa nay chắc giờ, không lấy chừa trong đâu, bữa nay ăn hết rồi. Giờ nó có miếng cũng hơi nhiều á cả nhà. Thôi mình ăn. Nay cũng mình hết rồi. Đừng nói nữa, không bỏ máy thì giờ. Bỏ máy thì có mua sạc đâu. Tôi đang thoải mái hết luôn.
Đây ông cho. Cái dầu béo bắt đầu. Thấy. Cái đầu. Tụ má mày ra chứ. Nè. Thôi bỏ ăn đi. Ăn đi, ăn đi ta có. Con mắt nào giờ mới ăn con cá này. 30. Cái gì làm á như sao múc ăn được bình trôi. Là nó cho mời ăn vô ăn được bình trôi. Cho giờ tới ngược rồi. Cho giờ tới Cà Mau. Ăn như sao múc làm như được bình trôi. Thôi đó. Được bình nó cho chậm đó mà. Ăn đúng rồi, ăn như sao múc vậy đó mà làm như được bình trôi. Lục bình nó cho nhanh lắm. Ăn mắt cá ngon quá trời bữa rồi. Ăn mắt. Hai con rồi đó. Sướng rồi. Chào cô chú anh chị nha. Chương trình của nấu nậu canh chua của mình đó kết thúc nha cả nhà. Nếu mà thấy hay á thì cho mình một like đăng ký nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha.